Bài số 3 phần thứ nhất cho cái phương trình bậc 2 với M là tham số. Ý đầu tiên, chứng tỏ phương trình 1 có nghiệm với mọi giá trị của M. Vậy thì chúng ta sẽ căn cứ vào delta. Ý thứ nhất phần A này. Phương trình có delta bằng B bình phương trừ 4AC. B là trừ thì đóng mở ngoặc M cộng 3 này. Đây là B bình phương trừ đi 4 nhân với A là 2, C là M. Bây giờ ta tính cái này. Cái dấu ngoặc vuông này nó có cái dấu âm bên trong, nhưng bên ngoài nó có cái mũ 2 là mũ chẵn. Cho nên cái dấu âm này này, dấu âm đứng trước cái đóng mở ngoặc M cộng 3 này bỏ đi nhé, không cần quan tâm cái này. Coi như là chúng ta khai triển hàm đẳng thức M cộng 3 bình phương thôi nhé. Vậy là M bình phương này cộng với 6M cộng với 9. Còn cái chỗ về sau là trừ đi 8M. Rồi bây giờ em rút gọn đi. M bình phương này. 6M trừ 8M là trừ 2M cộng 19. Bây giờ nó ra một đa thức bậc 2, chúng ta ép hàng đẳng thức. M bình phương này trừ đi 2 nhân với M gọi là nhân với 1 phải không nhỉ? Đấy, 2AB cộng với B bình phương là cộng 1 bình phương là 1. Cộng với 1 thì em phải trừ cho 1. Không thay đổi, còn cộng 9 ban đầu đặt xuống. Đến đây thì ba hạng tử đầu tiên này là hàng đẳng thức M trừ 1 tất cả bình phương. Còn âm 1 cộng với 9 bằng cộng 8. Đến đây thì em thấy là M trừ 1 tất cả bình phương bao giờ cũng lớn hơn hoặc bằng 0 này. Cộng xem số 8 đó là số lớn 0. Như vậy là chắc chắn lớn 0 với mọi M. Rồi ta kết luận. Vậy phương trình 1 luôn có nghiệm, mà cụ thể ở đây là hai nghiệm phân biệt luôn đấy, với mọi giá trị của M đều phải chứng minh. Vậy phương trình 1 luôn có nghiệm với mọi M đều phải chứng minh. Cái phần B này là liên quan đến về kiến thức hệ thức VS. VS thì bây giờ cái bước đầu tiên là chúng ta lý luận phương trình có nghiệm, nhưng phần A ta làm rồi nhé. Bây giờ làm phần B thì em khẳng định lại này. Theo phần A thì chúng ta thấy là cái phương trình 1 luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi M. Luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi M. Bây giờ em ghi cái hệ thức VS ra. Theo hệ thức VS ta có x1 cộng x2 bằng âm B chia A. Đây là B là trừ đóng mở ngoặc M cộng 3 này, hai dấu trừ thành dấu cộng nhé. Vậy là còn M cộng 3 này. M cộng 3 chia A là chia cho 2. Khi các em giải cái phương trình bậc 2, thông thường hệ số A nó hay cho là số 1. Cho nên chúng ta hay viết, chúng ta bỏ qua. Có một số bài người ta cho hệ số A khác không, cho nên chỗ này có nhiều bạn đi làm nhầm. Chúng ta chỉ viết là M cộng 3 thôi, quên mất không chia 2. Lưu ý như vậy nhé. Lưu ý khi hệ số A đấy, nó có một cái số khác không hoặc là có tham số, chú ý. X1 nhân x2 bằng C trên A, tức là M phần 2. Bây giờ chúng ta đi vào tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A. Ta đi xét biểu thức A bằng giá trị tuyệt đối của x1 trừ x2. Giá trị tuyệt đối của x1 trừ x2 thì em sẽ xử lý bằng cái công thức chúng ta làm với căn bậc 2 đấy. Đó là bằng x1 trừ x2 đóng mở ngoặc tất cả bình phương ở trong căn. Em nhớ cái công thức này này. Đây thầy ghi lại công thức nhé. Đây em biết là công thức là căn bậc 2 của A bình phương bằng giá trị đối của A. Thế trong đó A đóng vai trò là x1 trừ x2 phải không nhỉ? Rồi bây giờ em xử lý cái đống ở bên trong cái dấu căn đấy, khai triển ra. x1 bình cộng x2 bình
trừ 2x1x2, đấy là chính là hàm đẳng thức bình phương một hiệu đấy. Rồi đến cái chỗ này thì x1 bình cộng x2 bình là quen rồi nhá. Chúng ta sẽ lại phân tích. Đó là x1 cộng x2 tất cả bình phương trừ đi 2x1 x2. Còn cái trừ 2x1 x2 ban đầu này chúng ta lại đặt xuống. Tất cả lại ở trong dấu căn. Rồi biến đổi tiếp. A bằng. Em rút gọn đi nhá, rồi mới thay nhá. X1 cộng x2 bình phương trừ 2 với trừ 2 là trừ 4 x1 x2. Rồi bây giờ em thay vào nhá. Để viết sang bên này. A bằng x1 cộng x2 em thay bằng m cộng 3 phần 2 vào. Vậy đây ta có là m cộng 3 phần 2 đóng ngoặc ngoặc tất cả bình phương. Rồi là trừ đi 4 nhân x1 x2, 4 nhân với m trừ 2. À m phần 2. Rồi, tất cả vẫn là trong căn, lưu ý cái dấu căn này. Nhiều lúc chúng ta làm ta quên cái dấu căn đấy, bỏ luôn đi đấy là sai đấy. Bây giờ em biến đổi cái biểu thức ở bên trong dấu căn đấy, khai triển trên tử ra nhá. M cộng 3 tất cả bình phương này, m bình cộng với 6m cộng với 9. Cái này là phần 4 này. Đấy, còn cái kia là 4 nhân m phần 2 là trừ 2m. Tính ở bên trong dấu căn đi. Quy đồng lên. M bình cộng 6m cộng 9. Nhớ là quy đồng đừng có bỏ mẫu nhé. Có nhiều bạn quen là bỏ mẫu đi. Bởi vì ở đây nó là biểu thức chứ không phải là phương trình. Nhân cái số 4 lên đây. Ở đây là 8m này. Phần 4. M bình, đây là 6m trừ 8m là trừ 2m cộng với 9 phần 4. Bây giờ trên tử ở trong cái căn này này, m bình trừ 2m cộng 9 này, ép hàm đẳng thức nhá. Ép hàm đẳng thức thì nó giống y như chỗ này này, giống như cái chỗ ta tính nhân ta để đây, m bình trừ 2m cộng 9 giống y như vậy đúng không? Nó chính là m trừ 1 bình phương cộng 8. Ta ghi luôn đấy đi. M trừ 1 tất cả bình phương cộng 18. Ở dưới vẫn là 4 nha. Rồi đến đây em đánh giá này. Đánh giá như thế này. Cái này lớn bằng. Ở trên tử này. Ở trên tử thì cái chỗ này là mũ chẵn này. Cộng với số 8 này. Nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 8. Còn cái số 4 cứ để nguyên thế này. Ở đây có bạn thắc mắc là tại sao ở đây chúng ta đánh giá lớn hơn 0 mà chỗ này đánh giá lớn hơn 8. Nó có sự khác nhau thế này. Ở đây là chúng ta cần phải lý luận để cho phương trình nó có nghiệm hay là không có nghiệm. Có nghĩa là chúng ta phải đi tính cái delta này. Đấy, mà tính delta thì muốn phương trình có nghiệm hay không là chúng ta phải so sánh delta với số 0. Lớn hơn 0 thì có nghiệm phân biệt phải không nhỉ? Còn nhỏ hơn 0 là vô nghiệm. Thì chúng ta quan tâm là quan tâm với số 0, đánh giá số 0. Thế còn khi mà tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất đấy thì chúng ta đánh giá phải có dấu bằng ở trong đấy. Thì chúng ta đánh giá phải theo cái số 8 này, số cuối cùng này phải lớn bằng 8 nó mới sát hơn, mới chú ý nhá. Đấy là cách đánh giá hai cái loại này đều là ép hàm đẳng thức, nhưng một thằng thì đánh giá so với số 0, còn một thằng đánh giá so với cái số thừa phía sau này. Bây giờ ở trong căn này, 8 chia 4 bằng 2, cái này là căn bằng 2 của 2. Rồi như vậy tóm lại là A lớn hơn hoặc bằng căn bằng 2 của 2. Có nghĩa là từ căn bằng 2 của 2 lớn lên, như vậy thì giá trị nhỏ nhất của nó chính là bằng căn bằng 2 của 2. Kết luận nhé. Vậy giá trị nhỏ nhất của A là căn bằng 2 của 2. Nó xảy ra khi cái dấu ngoặc m trừ 1 tất cả bình phương ở đây này nó phải bằng 0. Tức là khi m trừ 1 bằng 0, em có m bằng 1.
Ở đây thì em thấy là trong các bước làm chúng ta không có điều kiện của m, đúng chưa? Cho nên không cần xóa những điều kiện. Bây giờ ta đến phần thứ hai, giải bài toán bằng cách lập phương trình. Trong một phòng họp có tất cả là 80 ghế, tức là 80 chỗ ngồi đấy, được sắp xếp thành nhiều dãy. Số ghế ở các dãy là như nhau, nếu bớt đi 2 dãy ghế và tăng 2 ghế trong mỗi dãy. Trong mỗi dãy còn lại thì tổng số ghế vẫn như cũ. Hỏi ban đầu có bao nhiêu dãy ghế và trong mỗi dãy thì có bao nhiêu ghế. Bây giờ chúng ta sẽ gọi ẩn, gọi trực tiếp theo cái gì để bài hỏi này. Ý thứ nhất là hỏi ban đầu có bao nhiêu dãy ghế, chúng ta sẽ gọi gọi số dãy ghế ban đầu là x dãy. Bây giờ chúng ta có điều kiện ở đây, cái chỗ này nó có cái chỗ là nếu bớt đi 2 dãy ghế, tức là x phải lớn hơn 2 mới bớt được, điều kiện lớn hơn 2 và phải thuộc tập hợp vào số tự nhiên. Số dãy ghế không thể là số phẩy được. Vậy thì ban đầu là có 80 ghế mà là có x dãy, như vậy chúng ta sẽ suy ra được là số ghế trên mỗi dãy là, số ghế trên mỗi dãy ban đầu là. Chúng ta sẽ lấy tổng số ghế là 80 này, em chia cho số dãy ghế, chia x, đơn vị đây là ghế. Nhưng mà nó có sự thay đổi ở đây này, lúc sau này, lúc sau thì nó bớt đi 2 dãy ghế, tức là con số là phải x trừ 2. Như vậy chúng ta sẽ tính được là số ghế trên mỗi dãy lúc sau là. Vẫn là 80 thôi. Vẫn là 80 ghế tất cả này, chia cho dãy ghế, bây giờ bớt đi 2 là x trừ 2, đơn vị là ghế. Bây giờ đề bài cho chúng ta là sau khi mà làm như vậy thì nó tăng lên 2 ghế trong mỗi dãy. Và tổng số ghế vẫn như cũ, vẫn là 80 thôi. Đấy, cho nên chúng ta mới có con số 80 ở đây. Như vậy ở đây chúng ta sẽ nói là theo đề bài ta có phương trình. Hoặc em có thể trích cái câu này. Đấy, vì số ghế trên mỗi dãy là tăng 2 ghế trên mỗi dãy còn lại và tổng số ghế vẫn như cũ, em có thể trích cái câu này xuống để thành câu lý luận nhé. Ở đây thầy ghi tắt, thầy ghi là theo đề bài ta có phương trình. Cái số ghế thì nó tăng lên 2, tăng lên 2 có nghĩa là cái số ghế lúc sau này nó lớn hơn số ghế lúc đầu là 2. Vậy em lấy cái số lớn hơn trừ đi số bé hơn thì bằng con số 2. Vậy ta có 80 phần x trừ 2 trừ đi 80 phần x sẽ bằng 2. Bây giờ công việc chúng ta đi giải phương trình này nhé. Ở đây chúng ta chia hai vế cho 2 đi. Cái này là 40 phần x trừ 2 trừ đi 40 phần x có nghĩa là bằng 1. Bây giờ em quy đồng, khử mẫu. Đây là 40x trừ đi 40 nhân với x trừ 2 sẽ bằng x nhân x trừ 2. Ở biến đổi tương đương, phá dấu ngoặc ở bên cả hai bên đi. Đây 40x trừ đi 40x cộng với 80 bằng x bình phương trừ 2x. Nên đây thì 40x trừ 40x bằng 0. Ta chuyển vế, em lấy vế phải trừ vế trái cho đỡ bị âm cái chỗ x mũ 2 kia. X bình trừ 2x này, sau đó trừ đi 80 bằng 0. Cái phương trình này thì hệ số B bằng âm 2 chia cho 2, ta tính được delta phẩy nhé.
Nên là phẩy bằng b phẩy bình phương là âm 1 bình phương trừ đi a là 1 nhân với c là âm 80. Đây là 1 này cộng với 80 bằng 81 lớn hơn 0. Từ đây em suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất x1 bằng âm b phẩy âm của âm 1 cộng với căn bậc 2 của delta phẩy căn 81 chia a chia 1. Chỗ này là bằng 1 cộng với 9 bằng 10. Nhớ là so sánh điều kiện. Đây thỏa mãn điều kiện. Còn x2 thì bằng 1 trừ đi 9, nhưng thay cái dấu là thành dấu trừ này, bằng âm 8. Cái này bị loại rồi. Và bây giờ ta kết luận. Vậy số dãy ghế ban đầu là 10 dãy. Còn ý thứ hai là mỗi dãy có bao nhiêu ghế ở đây? Ta lấy 80 này. Chia cho 10 ra 8 phải không nhỉ? Rồi kết luận nhá. Số ghế trong mỗi dãy là tám mươi chia 10 bằng 8 ghế.